Tử vi hàng tuần từ 8 tháng 8 đến 14 tháng 8 năm 2022 của 12 cung hoàng đạo Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Bọ Cạp, Ma Kết, Sư Tử, Thiên Bình, Nhân Mã, Song Tử, Sử Nữ, Cự Giải mới nhất. Để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube Tử Vi mỗi ngày.vn. 1. Tử vi cung Bạch Dương từ ngày 8 tháng 8 đến 14 tháng 8 năm 2022 tử vi tuần mới của 12 cung Hoàng đạo nói rằng tuần mới của Bạch Dương hãy tự nhắc nhở bản thân cần phải chăm chỉ hơn nữa. Dù có phải đối mặt vấn đề gì đi chăng nữa, bạn hãy cố gắng làm hết sức mình, đừng trốn chạy hoặc đùn đẩy cho người khác nhé. Về phương diện tình cảm, những ai vẫn còn đang độc thân sẽ có tình duyên khá lý tưởng trong thời gian này bạn và người ấy sẽ nói chuyện khá ăn ý dù là lần đầu nói chuyện bạn có thể đặt kỳ vọng hơn vào tương lai của cả hai nếu đã tìm được nửa kia bạn cảm nhận được sự chân thành của nửa kia dành cho mình trong phương diện công việc của cung hoàng đạo này trong khoảng thời gian này sẽ tương đối là ổn định bạn sẽ gặp phải những vấn đề không mong muốn trong công việc nhưng nhờ vào bản lĩnh của mình chòm sao này sẽ hoàn toàn có thể lật ngược tình thế và đạt được sự thành công tuần này tình hình tài chính của bạch dương vẫn đang có dấu hiệu tăng tiến trong tuần này chòm sao này sẽ có thể nhận được một khoản thưởng nóng vì những biểu hiện xuất sắc trong công việc hay là nhận tiền từ những công việc làm thêm hai Tử vi cung kim nghiêu từ ngày 8 tháng 8 đến 14 tháng 8 năm 2022 dự báo tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho thấy kim nghiêu nên giải quyết sự rắc rối không ngừng xảy ra trong cuộc sống của mình. Bạn không nên than thân trách phận mà hãy giữ trạng thái tích cực lạc quan hơn. Hãy bắt tay vào mọi việc một cách từ từ, bình tĩnh hơn nhé. Về mặt tình cảm, những ai vẫn còn đang độc thân sẽ có một tuần bình yên. Nếu có ai đó ngỏ lời với bạn thì hãy thử dành thời gian tìm hiểu và cho đối phương cơ hội xem sao. Biết đâu họ lại chính là chân ái của cuộc đời bạn mà bạn đang tìm kiếm bấy lâu nay. Công việc của chòm sao này trong hôm nay tương đối thuận lợi suôn sẻ trong tuần này. Chòm sao này sẽ hoàn toàn có khả năng nâng cao trình độ của mình, do đó Kim Ngưu hãy chăm chỉ và quyết tâm hơn nữa nhé, thành công vẫn đang chờ đón bạn ở phía trước rồi. Tình hình tài chính trong tuần này của Kim Ngưu sẽ cần có thái độ cẩn trọng trong chi tiêu hơn nữa nhé. Nếu có ai đó có ý đồ vay mượn tiền của mình thì bạn cũng phải hết sức cẩn thận để đánh giá xem đối phương có thật sự đáng tin hay không. 3 Tử vi cung song tử từ ngày 8 tháng 8 đến 14 tháng 8 năm 2022 bước sang tuần mới, song tử cần phải duy trì được sự ổn định trong khoảng thời gian sắp tới đây. Làm việc gì, tròm sao này cũng không nên quá vội vàng. Sốt sáng mong muốn thấy ngay kết quả. Chỉ khi tròm sao này làm việc cẩn trọng và tâm huyết thì kết quả mới được như ý mà thôi. Những bạn còn độc thân không nên quá vội vàng quyết định đến với ai cả hãy dành thời gian để trò chuyện và tìm hiểu kỹ càng về người ta hơn nữa nếu đã có đôi có cặp tình cảm của cả hai đang có những tiến triển rất tốt đẹp về phương diện công việc của song tử sẽ vô cùng thuận lợi trong tuần mới này bạn trở thành người có trách nhiệm hơn do đó bạn sẽ luôn luôn chủ động giải quyết những công việc thuộc trách nhiệm của mình và giúp đỡ rất nhiều cho mọi người xung quanh nữa tình hình tài chính song tử cũng không nên quá vội vàng đầu tư trong tuần này, kẻo sẽ sôi hỏng bỏng không, đấy nhé. Bên cạnh đó, bạn cũng không nên nghe theo lời rủ dê của người khác. Đặc biệt là người mà bạn chưa thật sự tin tưởng và hiểu rõ về họ nhé. 4 tử vi cung cự giải từ ngày 8 tháng 8 đến 14 tháng 8 năm 2022 bói tử vi trực tuyến nói rằng tinh thần của cự giải sẽ cần phải dành nhiều thời gian hơn để phân tích những vấn đề trong tuần này. Khi nhận được một nhiệm vụ mới hoặc có thể là khi vướng bận những khó khăn, chỉ cần tròm sao này bình tĩnh phân tích thì bạn có thể nhanh chóng giải quyết được vấn đề. Những ai còn đang độc thân sẽ mạnh dạn từ chối những người mà mình cảm thấy không phù hợp chỉ khi làm như thế bạn sẽ tránh được khỏi được những mối quan hệ không nghiêm túc nếu đã tìm được nửa kia thì bạn nên chia sẻ và quan tâm đến đối phương nhiều hơn nữa nhé tình hình tài chính của cự giải sẽ có những dấu hiệu khởi sắc nhiều hơn trong tuần mới này tuy nhiên cung hoàng đạo cũng hãy nên nỗ lực hơn nhiều nữa để có thể gặt hái được những thành công lớn hơn nữa đấy nhé thời gian này cự giải sẽ biết cách nâng cấp hiệu quả công việc của mình bằng cách tập trung vào những công việc quan trọng và tư tốn hơn trong khi xử lý các vấn đề còn đang thiếu sót. Những ai còn đang tìm kiếm công việc sẽ có được cơ hội thử sức ở một môi mới mẻ. Nam tử vi cung sư tử từ ngày 8 tháng 8 đến 14 tháng 8 năm 2022 trong tuần này, sư tử giữ được sự chân thành của mình. Sự chân thành sẽ giúp cho chòm sao này có được sự tin cậy và yêu mến của mọi người. Từ đó có thể xây dựng được cá mối quan hệ xã giao tốt đẹp và tránh được sự lừa gạt hay là những sự tổn thương không đáng có. Trong phương diện tình cảm, nếu như bạn còn đang độc thân sẽ tìm được một người mà mình cảm thấy có hứng thú hãy trò chuyện với đối phương để cả hai có thể tiến xa hơn nữa nếu đã có đôi có cặp bạn rất bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của nửa loa hai người cùng nhau chia sẻ những mọi chuyện cho nhau để thêm gắn kết hơn về phương diện công việc của sư tử trong tuần dần tạo được thói quen tốt trong phương diện công việc nhờ vậy mà cả hiệu suất và chất lượng công việc sẽ đều tăng lên một cách rất đáng kể bạn sẽ được tiếp xúc với những cơ hội rất đáng quý tình hình tài chính của chòm sao này nhờ có khả năng quan sát đánh giá tình hình chuẩn xác mà sư tử có thể xác định được đâu là cơ hội kiếm tiền phù hợp với mình Tuần này, túi tiền của chòm sao này cũng sẽ rất rủng rỉnh. Sáu, tử vi cung xử nữ từ ngày 8 tháng 8 đến 14 tháng 8 năm 2022 trong tuần này, xử nữ cần phải thay đổi những phương pháp làm việc của mình trong tuần mới này nếu như muốn công việc đạt kết quả tốt. Bạn cần phải nghiêm khắc hơn với chính mình chứ không chỉ nên yêu cầu người ngoài cứ phải làm thứ này thứ khác như vậy. Nếu còn độc thân, xử nữ sẽ cảm thấy khá buồn bã khi mà đối tượng mà bạn thầm mến lại không dành tình cảm cho mình. Nhưng bạn lại không thể ngưng dành tình cảm cho họ. Nếu đã tìm được nửa kia, bạn cần chú ý hơn đến những biểu hiện của nửa kia kèo có người thứ ba xen vào giữa hai bạn trong công việc tuần này của sử nữ sẽ cần phải chú ý và không được chủ quan bạn cần phải học cách chấp nhận những điều mà bản thân không mong muốn đôi khi chòm sao này sẽ phải hy sinh một chút thì mới có thể đạt được sự thành công lớn hơn nữa tình hình tài chính của cung hoàng đạo này đang có dấu hiệu đi xuống bạn cần phải quản lý tiền bạc của mình tốt hơn và kiểm soát có kế hoạch túi tiền của mình đấy nhé dù cho tiết kiệm được rất nhiều, tuy nhiên tròm sao này cũng đã chi tiêu rất nhiều tiền rồi nhé. Bảy Tử Vi Cung Thiên Bình từ ngày 8 tháng 8 đến 14 tháng 8 năm 2022 Tử Vi 12 chòm sao cho thấy trong tuần mới này thì Thiên Bình nên bình tĩnh đối diện với mọi tình huống xảy ra dù có bất ngờ và lo lắng tới đâu. Bạn nên thay đổi bản tính nóng nảy, làm việc gì cũng bộp chộp thì mới mong gặt hái được thành công. Hơn nữa, xung quanh luôn có nhiều người sẵn sàng đưa ra gợi ý cho bạn mà những bạn còn độc thân có cơ hội thể hiện sức hút của mình gây ấn tượng với những đối tượng khác giới nhưng bạn không nên đến với ai đó một cách quá vội vàng kẻo sẽ phải hối hận đấy nếu đã tìm được nửa kia thiên bình bao dung hơn với người ấy cho dù đôi khi đối phương có những thái độ và cảm xúc hơi thái quá công việc của thiên bình có thể được cấp trên giao cho phụ trách một vài việc rất mới mẻ đây là thời điểm để chòm sao này có thể học tập và thể hiện bản thân. Do đó bạn cũng không nên quá lo lắng nhé. Tình hình tài chính tuần này của chòm sao này vẫn rất ổn định, hơn thế nữa Thiên Bình sẽ còn có thể thu thập một số thông tin có ích lợi. Do đó mà gia tăng lợi nhuận trong thời gian sắp tới nữa nhé. 8 Tử vi cung bọ cạp từ ngày 8 tháng 8 đến 14 tháng 8 năm 2022 bọ cạp trong tuần này nên tìm cách để nâng cao hiệu suất công việc của bản thân, dù bạn có gặt hái được thành công đi nữa. Bạn không nên lơ là là hoặc hài lòng với những gì mình đang có, bạn sẽ bị những người bạn đồng trang lứa của mình bỏ xa đó nhé. Về phương diện tình cảm những ai còn độc thân có mong muốn tìm ra một người thực sự chân thành với mình do đó bạn sẽ không dễ mở lòng để bất cứ ai bước qua cánh cửa trái tim của mình được nếu đã tìm được người thương cả hai bạn đang ngày càng ăn ý và hiểu nhau hơn công việc của chòm sao này có thể tìm được những cơ hội để thể hiện giá trị của mình gây ấn tượng tốt với ban lãnh đạo do đó bạn hãy biết tìm cách nắm bắt cơ hội và đừng mãi chần chừ do dự như thế nữa nhé trong tuần mời này bọ cặp có một kế hoạch chi tiêu tiết kiệm và hợp lý do đó tình hình tài chính của bạn được duy trì ở mức ổn định bạn sẽ không phải lo lắng quá nhiều trong chuyện chi tiêu đâu đấy nhé nếu muốn dư giả chòm sao này nên suy nghĩ về việc đầu tư hoặc kinh doanh mở rộng hơn nữa 9. Tử vi cung nhân mã từ ngày 8 tháng 8 đến 14 tháng 8 năm 2022 xem tử vi phương Tây cho biết nếu trong tuần tới mà tròm sao này cần giữ lý trí khi giải quyết công việc. Không nên đưa ra các quyết định hoặc phán đoán quá vội vàng, bởi vì có thể bạn chưa thực sự hiểu rõ bản chất sự việc chút nào. Hãy cẩn thận trước khi làm bất cứ việc gì đấy nhé về phương diện công việc trong tuần này của nhân mã sẽ nhận được sự chỉ dẫn từ phía người rất nhiều kinh nghiệm và đồng nghiệp giúp bạn thực hiện được các kế hoạch còn đang dở dang và chưa hoàn thành nếu như bạn cần có thêm thời gian để thực hiện thì nên thẳng thắn nói ra ý kiến riêng nhé nhân mã nếu vẫn còn độc thân có cơ hội sống lại những cảm xúc yêu thương và kỷ niệm với tình cũ nhưng nếu như đối phương không thay đổi gì nhiều thì chòm sao này cũng hãy nên xem xét lại bởi vì nếu không hai người sẽ lặp lại những lỗi lầm cũ đấy nhé tình hình tài chính của nhân mã nhìn chung vẫn đang rất tốt bạn cần nắm bắt cơ hội đừng mãi do dự trì hoãn quá lâu cung hoàng đạo này sẽ nhận được các khoản tiền trợ cấp thêm từ phía những người thân trong gia đình của mình 10. Tử vi cung ma kết từ ngày 8 tháng 8 đến 14 tháng 8 năm 2022 tử vi tuần mới nói rằng ma kết sẽ nhận trách nhiệm về những công việc trọng đại vào tuần này. Bạn không nên nghĩ đến việc từ bỏ hoặc trốn chạy nếu bạn muốn mình phát triển hơn nữa. Nếu chỉ muốn giải quyết các công việc nhẹ nhàng quen thuộc thì tròm sao này sẽ không phát triển hơn được mà thôi. Về phương diện tình cảm, các bạn độc thân sẽ nảy sinh tình cảm với đồng nghiệp ở trong môi trường công sở. Nhưng hai người sẽ cần phải giữ khoảng cách khi có mặt của tất cả mọi người. Khi muốn thể hiện tình cảm với đối phương, bởi điều đó khiến cho Ma Kết tránh được những lời nói dị nghị của người khác. Tình hình tài chính của Ma Kết đang tương đối ổn định vào tuần này nhé. Tuy nhiên bạn cũng không nên vì vậy mà lại trở nên mùi lòng mà cho ai đó mượn tiền nhé. Ma Kết có thể đối mặt với những vấn đề vay mượn tiền bạc, do đó bạn cần phải hết sức thận trọng nhé. Vấn đề tình trạng sức khỏe của Ma Kết đang có dấu hiệu không mấy tốt cho lắm. Cung hoàng đạo này cần phải thay đổi lại thói quen sinh hoạt như ăn uống và ngủ nghỉ của mình nhé. Nếu như mà không muốn cơ thể sẽ phải mắc phải những căn bệnh về dạ dày nhé. 11. Tử Vi cung Bảo Bình từ ngày 8 tháng 8 đến 14 tháng 8 năm 2022 tử vi hàng tuần của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bảo Bình biết thế nào là đủ để dừng lại đúng lúc. Tròm sao này có biết hài lòng với những gì đang có cũng khiến mình sống hạnh phúc hơn không? Không nên quá tham lam những điều không thuộc về mình, nếu như không sẽ phải hối tiếc đấy nhé hiệu suất trong phương diện công việc của bảo bình sẽ nhìn chung rất tốt chòm sao này sẽ có thể tìm thấy được đường hướng phù hợp để có thể chăm chỉ tập trung nhé chỉ cần có lý do là chòm sao này sẽ có thể cống hiến hết mình và sẽ không cần phải suy nghĩ gì nữa về mặt tình cảm của bảo bình sẽ có nhiều cải thiện hơn rất nhiều các bạn vẫn còn đang độc thân sẽ gặp được những đối tượng phù hợp với bản thân vì thế mà chòm sao này hãy nên mở lòng để đón nhận tình cảm đấy nhé trong phương diện tài chính nếu như không muốn rỗng túi trong thời gian tới khi nhận lương thì bảo bình cần thiết lập cho mình các kế hoạch tài chính và không nên tiêu quá tay đấy nhé chòm sao này cần phải xác định những mục tiêu rõ ràng và chi tiết hơn nữa đấy nhé 12. Tử vi cung song ngư từ ngày 8 tháng 8 đến 14 tháng 8 năm 2022 song ngư sẽ cần phải bình tĩnh chờ đợi cơ hội đến với mình, bạn không nên sốt ruột khi mọi người xung quanh đều đang có bước phát triển rõ rệt. Con đường đi của mỗi người đều khác nhau, bạn sẽ không việc gì phải bắt trước người khác. Trong phương diện công việc song ngư trong tuần này đưa ra được những quan điểm rất riêng về vấn đề công việc mà mình đang phụ trách tuy nhiên chòm sao này cũng đừng có quá cứng đầu cứng cổ và không chịu tiếp thu những ý kiến đóng góp và giúp đỡ của mọi người đấy nhé về phương diện tình cảm song ngư hãy cần thực tế hơn bạn sẽ không dễ dàng có được một mối quan hệ mới cũng là một phần là do mình do đó bạn cần phải thay đổi cách suy nghĩ của mình song ngư không nên quá soi xét khắt khe với người ấy đấy nhé vận may tài chính của song ngư đang đến dù cho nó chỉ là ánh sáng nhỏ thôi nhưng cung hoàng đạo này cũng không nên bỏ lỡ nhé thời gian này sẽ cũng rất tốt cho việc tích lũy tiền bạc của chòm sau này